Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Chưa quên người yêu cũ. Bởi vì đang là thời điểm sao thủy nghịch hành, nên sẽ đối tượng cũ, chuyện cũ, người xưa cũ sẽ quay trở về. Và hôm nay, trong trải bài này, mình chỉ chia sẻ cho các bạn về người yêu cũ với bạn và họ sẽ như thế nào. Vì đây là cái thông điệp chung, mong các bạn tiếp nhận cái trải bài một cách cởi mở nhất. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Các bạn nên lựa chọn thông điệp nào phù hợp với năng lượng của mình nhé. Sau đây là trải bài của các bạn. Đầu tiên là lá bài đại diện cho năng lượng của bạn. Bạn mang của năng lượng đó chính là lá bài 6 gậy. Một lá bài rất là tươi sáng nha các bạn ha. Kế đến nữa là cái một lá bài mang năng lượng của người ấy, người yêu cũ, người mà bạn còn thương. Đó là 9 gậy. Cả hai bạn đều cùng thuộc bộ gậy, một tín hiệu rất là tốt cho cả hai. Trong trải bài của Tarot thì lá bài 6 gậy này xuất hiện thì chứng tỏ là bạn đang làm việc rất là hết mình để bạn được cái mục tiêu trong cuộc sống. Và thành công chính là cái mục tiêu cuối cùng của bạn. Sự công nhận từ mọi người về cái việc mà bạn làm từ trước tới giờ đang được công nhận. Bạn có sự hoan nghênh, được sự tôn trọng. Và nếu như bạn cảm thấy là bạn đang ở rất gần với chiến thắng ngay lúc này rồi, thì bạn hãy yên tâm đi. Mọi điều kiện đều có xảy ra để cho tiến hành thuận lợi nhất cho các bạn đạt được những gì bạn mong muốn cuộc sống này. Nhưng mà ghi nhớ nha, cái chiến thắng của mình, cái vinh quang của mình không có liên quan đến cái việc bạn đánh bại người khác. Cái chiến thắng bản thân mình chính là quán chiến thắng vẻ vang nhất, hơn là các xung đột so với người xung quanh. Hãy tập trung vào bản thân mình nhiều nhất có thể. Hiện tại bạn có một cái cách sống rất là tự tin và lành mạnh, và cảm thấy rất hài lòng về những thành quả của mình. Nhưng mà lá bài cũng nhắc nhở các bạn là cái tự hào là cái điều nên có, nhưng đừng có kiêu ngạo và tự mãn. Các bạn nên ghi nhớ một chuyện này ha. Chúng ta là tập hợp những cái thành tựu từ cái vũ trụ ban cho chúng ta nè. Chúng ta phát triển với sự tình yêu và sự hỗ trợ của người khác, cuối cùng mới nhào nặng ra chúng ta bây giờ. Vì vậy các bạn đừng có làm cho mình tự hào quá mức, để mà các bạn gây tổn thương cho người khác, cũng như là ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của bạn. Và theo như trải bài thì cái chiến thắng của các bạn được đi kèm với cái tình cảm từ người yêu của mình, từ cái sự động viên liên tục của họ. Và vì họ mà bạn tạo nên cái sự nghiệp bây giờ. Có thể họ chính là cái nguyên nhân để cho bạn thành công. Từ cái đau khổ bạn biết chú tâm quay về bên mình để phát triển bản thân mình hơn. Nhiều khi cái người đem đau khổ cho mình chính là cái người thầy của mình, người đem lại cho mình cái sự thay đổi phát triển mạnh nhất. Bởi vì nếu không có sự đau khổ thì các bạn sẽ không cố gắng, và các bạn cũng sẽ không phát triển bản thân mình, cũng không cần nhìn lại mình xem mình cần gì và muốn gì, và mình đang thiếu cái gì trong cuộc sống và trong tình yêu. Và nếu như có dịp nói chuyện với người yêu cũ của bạn thì bạn hãy tỏ ra những suy nghĩ định hướng lại cho mối quan hệ của cả hai. Cả hai cần phải thảo luận và đưa ra sự phát triển cho mối quan hệ này. Hãy nhớ là suy nghĩ tích cực nha các bạn. Tiếp đến là mình sẽ xem cái năng lượng của người yêu cũ bạn, cái người bạn còn thương là sao. Thì cái người này mang năng lượng của lá bài 9 gậy. Và trái ngược với bạn thì cái người này đang là một cái người đang bị thương. Và hình như là cái người này họ bị kiệt sức rất là nhiều. Nhưng mà ánh mắt cái quyết tâm của họ là quyết chí không có bỏ cuộc. Và nhất định là họ phải vượt qua thử thách và giành chiến thắng cuối cùng. Lá bài cũng là dấu hiệu là họ sẽ được tới cái đích rất gần các bạn. Nhưng mà vẫn còn những cái thử thách trước mặt họ rất là nhiều. Bây giờ có lẽ như cái nguồn năng lượng của họ cảm thấy là rất là cạn kiệt. Và dần họ không còn tin tưởng vào bản thân của mình nữa. Nhưng mà tin mình đi, khi cái lá bài này xuất hiện là họ sắp gặt hái được thành công. Do đó một cái nguyên nhân dẫn đến cái mối quan hệ của các bạn mà mất kết nối là bởi vì họ đang tập trung vào cái sự nghiệp, vào năng lượng, vào công việc. Do đó tình cảm chỉ là thứ yếu mà thôi. Và thông điệp của lá bài là hy vọng là họ phải tiếp tục chiến đấu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Bởi vì ẩn giấu bên trong họ là cái sự nội lực rất là lớn. Người này không có nên dễ dàng từ bỏ những gì mà mình đã gây công xây dựng. Và hai từ khóa quan trọng là sự kiên trì và mạnh mẽ. Chính là cái điều sẽ giúp cho họ mở ra cái nút thắt cuối cùng để về tới đích. Và tại thời điểm này khi mà sao thủy nghịch hành á, thì họ đang xem xét là rút kinh nghiệm từ mối quan hệ đối với các bạn. Nhưng mà cái lá bài cũng khuyên họ nên xem xét lại những cái quan hệ và sai lầm của bản thân mình, để sau đó có cái nhìn và có sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cái tình yêu.
chứ không phải là xem xét về cái bản thân của người yêu mình không. Bởi vì do tính cách của người này, do đó họ cái việc khẳng định được bản thân trong tình yêu đối với họ rất quan trọng. Bởi vì khi mà họ cảm thấy một cái gì đó mà không có tương xứng, hoặc họ tự ti, hoặc bạn quá tự cao gây ra những tổn thương cho họ, thì họ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và muốn buông xuôi. Nhưng mà cái thời điểm này họ lại nhớ về những lúc mà cả hai bạn còn mặn nồng, và họ cũng muốn tiếp tục cố gắng trong mối quan hệ này. Nhưng mà cái việc mở lời đối với họ thật là khó, bởi vì họ không có bao giờ chấp nhận là họ sai. Nhưng mà chẳng nuôi hy vọng là cái mối quan hệ là sẽ trở lại như cũ. Cái lá bài này xuất hiện cũng nhắc nhở cho họ rằng đây không phải là lúc để kết thúc, bởi vì rất là còn hy vọng cho mối tình này. Cả hai bạn nên cố gắng tìm ra cách để cải thiện mối quan hệ. Cái lá bài này cổ vũ cho bạn cùng với đối phương hãy tiếp tục cố gắng để thay đổi cái tình hình, vì trong tương lai những nỗ lực của cả hai bạn sẽ được đền đáp rất là xứng đáng. Lý do duy nhất bởi vì cái người này đã xảy ra những cái tổn thương sau một cái chuỗi mối quan hệ, hoặc là những cái gia đình và cuộc sống không diễn ra như ý muốn của họ. Cái vết thương này đang ngăn cản cho họ tìm thấy cái quan hệ hạnh phúc và lành mạnh để họ mà có được. Nhiều khi bạn ở đây ngay trước mắt, bạn là cái mối quan hệ mà có thể đem cho họ được cái sự ổn định, và họ cũng rất là thương bạn. Nhưng bởi vì cái cá nhân của họ đang không có vượt qua được, nên do đó họ chọn cái sự im lặng và buông bỏ. Tiếp theo là những cái lời mà họ muốn nhắn gửi cho các bạn là họ vẫn đang chờ đợi những tín hiệu từ bạn nha. Tức là bạn nên ra một cái tín hiệu gì đó báo là bạn đã sẵn sàng trở lại mối quan hệ này. Và bởi vì cái người này họ đang là trở thành cái phiên bản tốt hơn so với chính họ của ngày xưa. Và một điều nữa họ muốn nhắn gửi với các bạn là cuộc sống của họ cảm thấy là mọi thứ không có được có cặp có đôi như lúc trước. Và chính bạn cũng có những cái băn khoăn mà bạn muốn gửi đến cho họ là gì. Thì ba lá bài này sẽ tượng trưng cho cái việc mà bạn muốn nhắn gửi đến họ, là bạn đã giấu thực sự bạn là ai đối với trước mặt họ. Cái điều này rất là quan trọng cho các bạn. Các bạn phải thể hiện mình là ai, những cái nỗi khổ của mình phải trình bày cho họ biết. Bạn ước gì những cái thứ có thể trở nên khác đi so với những cái xưa cũ. Có thể những cái tổn thương từ lời nói của bạn gây cho họ cái tổn thương rất là nhiều. Và chính bạn cũng biết là bạn tạo ra những cái thứ hỗn độn này. Cái sự ngắt cách đó là từ do phía bạn tạo nên, chứ không phải từ họ. Nhiều khi các bạn thành công quá, các bạn tự hào bản thân mình quá, các bạn nói những lời nói mà gây đau lòng mà bạn không biết. Thì kế đến là các bạn phải làm sao để giữ cái mối quan hệ này có thể hàn gắn trở lại. Và mối quan hệ này nó sẽ đi về đâu nha các bạn? Và cái điều bạn cần làm là các bạn phải là một cái người tin vào những giá trị truyền thống. Bởi đây là sẽ một cái mối quan hệ dựa trên cái đạo đức xã hội nè. Các bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ càng, xây dựng lòng tin trở lại, quan tâm, chăm sóc. Thỉnh thoảng mình phải có quà cáp qua lại, tuy không có dồn dập nhưng mà sẽ khiến cho cái người yêu của bạn không thể quên. Đây là một cái biểu hiện tình yêu dựa trên cái giá trị và niềm tin chung. Do đó các bạn phải tìm thấy sự hài hòa trong mối quan hệ của mình. Và cả hai các bạn phải ý thức rõ ràng là trách nhiệm và cố gắng vun đắp tình cảm. Chứ không phải một mình bạn mà cũng không phải là họ không. Cả hai cũng phải cố gắng vun đắp, nhưng mà phải rất là từ từ, không có quá dồn dập. Và các bạn cũng phải nên tìm đến một cái tâm linh hoặc là một người thầy chung. Bởi vì các bạn phải cần cái sự hướng dẫn từ người này, một cái người mà sẽ đưa ra những cái quyết định cho các bạn học thổi theo, hoặc những cái vấn đề của các bạn sẽ được giải quyết qua họ. Tức là theo những cái giá trị đạo đức của cái người này đem đến. Bởi vì khi mà các bạn đem được giá trị tinh thần giữa bạn và họ, hai người cùng tận hưởng và không ngừng học hỏi từ nó, thì tất nhiên sẽ dẫn đến cái giá trị chân thực mà bạn và họ sẽ đạt được. Lúc này hai bạn cùng cái tư tưởng đồng ngôn thì chắc chắn tình yêu sẽ phát triển thôi các bạn. Và cái các bạn cần làm bây giờ là cứ từ từ và đợi họ phát triển bản thân, và bản thân bạn cũng phải ra tín hiệu để cho họ biết là bạn đang chờ đợi. Khi mà hai bạn đã có cùng một cái giá trị, cùng mục tiêu sống, thì đây là bài rất tốt để xuất hiện một mối quan hệ cam kết là điều chắc chắn. Mở ra một cái mối quan hệ mà các bạn dựa trên cái sự cam kết chặt chẽ và tình yêu và sự an toàn. Vì nó là cái lá bài của hôn nhân, của cam kết. Nếu như mà cả hai bạn đã vượt qua được chính bản thân mình, và cái người đó cũng vượt qua họ. Do ảnh hưởng của sao thủy tinh nghịch hành, các bạn nên sửa chữa những lỗi lầm của chính bản thân mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.